Bây giờ cô xong rồi. Đánh đại của cháu giết chồng và giết con. Nè nè, đi qua đi nhanh lên. Để hấp dẫn. Nè nè, chém nó đi, chém nó đi, chém nó, chém nó đi. Chém là phải rồi. Chém nó liền đi. Quá mà đàn bà con gái cũng tự chém nữa. Giết tụi bà phải chém chứ. Bắt được rồi. Chém vậy mới công bằng chứ. Ê, không biết có giết. Trời ơi, để qua cho chị chửi lắm. Chém nó đi, chém nó đi. Dĩ nhiên là có giết rồi. Mặt hiền giết đâu mà. Em chứ, đâu có quạt gì. Nhìn mặt đâu biết lộc dạ ta chứ. Ai mặt hiền quá. Hiền là sợ. Đúng rồi đó, đúng đúng đúng. Phải em cho nó. Để làm gì trên đời kìa. Giết là vừa thôi. Dép đi. Không để làm gì. Dép đi. Quá mà. Rồi, chém được rồi, chém được rồi. Chém được. Chém nó đi. Chém nữa. Chém đi. Lâu quá. Địa hoàng gia tôi. Đó làm gì được. Con không thể chết đâu. Con không chết được đâu. Mẹ, mẹ đừng có đau lòng nữa. Con đã nhận tội rồi. Có lẽ đây cũng là ý trời. Nga, mẹ không tin con giết người đâu. Mẹ không tin là con phạm tội nặng như vậy đâu. Mẹ, mẹ đừng có nói nữa. Mẹ phải nhớ kỹ lời mà con đã nói với mẹ. Khi không có người mà lo cho mẹ, mẹ phải bảo trọng. Mẹ nhớ phải bảo trọng. Đừng con đừng bao giờ bỏ mẹ. Con không thể nào chết được đâu. Mẹ. Lão bé. Quấy nhiễu pháp trường, có biết tội gì không? Con không chịu lâu đâu bác đã. Dạ. Mẹ đi. Mẹ, đừng mà. Mẹ, bắt con của mẹ. 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 Nga. Nga. Nga con, buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Ôi, đem chết phải rồi. Mẹ. Làm gì? Em đi, em nói lại đi. Chém chứ. Đúng rồi. Chém nó đi. Tiểu hoàng gia, giờ ngồi tam khách đã tới rồi. Ngươi còn cái gì để nói nữa không? Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi, tôi bị Hoàng ơi. Tôi nhất định là phải chứa ra một nơi sạch sẽ đời Hoàng. Chứ tôi không để cho máu của tôi phải rơi ở những nơi ô uế bẩn thỉu. Tôi muốn máu của tôi phải rút lên hết, để nhuộm đỏ những miếng vải đang treo. Không phải bị quan đâu. Nó giết kìa mà. Tôi muốn đến tang của tôi có xe tang bạch mã. Tôi bắt ông trời phải tạo cho tôi một cảnh trấn xóa để đưa đến tang của tôi. Ông trời, tôi bắt ông phải rơi một trận bão tuyết. Quan được. Rõ ràng là nói những lời láo phét. Bây giờ đã là tháng 6, làm sao mà tuyết rơi được hả? Vì để trừng phạt ở trên đời con quá nhiều bất công, tôi phải phá xuống địa giới, không mưa không gió, khiến rủ hận hắn 3 năm. Nó bảo một coi, chắc là bị quá. Là ai? Chỗ này là chỗ nào vậy? Bổn Nguyên quên rồi sao? Tôi chỉ nhớ tôi ở ngoài pháp trường. Đầu thân rã rời. Trời rơi tuyết hoa đầy dãy. Sau khi dòng hồn của tôi đã rời khỏi thân xác của tôi thì tôi không còn nhớ được điều gì hết. Lúc đó quỷ sai muốn bắt người, người năn nỉ cho người 1 tiếng đồng hồ. Thiệt hả? Họ tội nghiệp vì người bị chết quang. cho nên mới cho ngươi trả thù. Ngươi muốn đi kiếm Đồng Môn Thiếu, rất tiếc là bị phán quan ở địa phủ ngăn cản. Cũng may là ta tới kịp thời, cho nên mới đem ngươi về đây. Như vậy tại sao bà lại cứu tôi? Tại vì giữa ta với ngươi đều là những kẻ tội nghiệp bị chết qua. Ngươi thề với trời đất, ta bị cảm động, cho nên ta mới đem ngươi tới chỗ này. Tỷ tỷ, có phải chị là thần tiên hay không? Còn chỗ này có phải là thiên đình không? Chỗ này không phải là thiên đình, cũng không phải là địa ngục, càng không phải là ở nhân gian. Ở nơi này gọi là Dông Tuyết Thiên, là chỗ ở ngoài trời đất. Vậy tại sao chị lại phải cứu tôi từ ở nơi địa ngục? Tại vì ngươi phải đối phó với một người không độ trời chung. Ta nói cho người biết cũng không ngại ngùng, là do chính ta đem máu đào của người nhuộm đỏ miếng vải trắng mà người đang mang. Còn cái trận bão tuyết đó cũng là do ta phủ cho người để tiễn tang cho người. Như vậy tôi đã trùi ẻo trên đời không mưa không gió, phải hạn hán đủ 3 năm. Có phải cũng phải thực hiện không? Sở Châu quả thật không mưa không nước, bây giờ đã bị hạn hán vừa đủ 2 năm. Một trận thiên tai cũng trước đó, cả người lẫn vật đều bị cuộc ngã vô cớ. Ở cả một vùng hạn hán tấp lậu đó, để mỗi khi cái ngày vũ kỵ của Đậu Nga, dù cái là sáng tháo nắng gắt cũng đều bị trận mưa tuyết bày đặt. Kỳ lạ hả? Rõ ràng là trời mùa hạ nóng bức, tại sao lại có một luồng gió lạnh thấu xương thổi tới chỗ này của mình vậy? Tam đệ đã đi dò hỏi rồi, những nguyên do kỳ trong đó sẽ biết nhanh thôi. Ta không ngờ lúc lễ trên thiên đình còn nhiều hơn ở nhân gian. Lần này ngày đại thọ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, mình không đi lại không được, không biết phải tính sao đây. Vậy thì đúng rồi. Ở trên trời nửa ngày bằng ở dưới đất 2 năm. Ủa, tam đệ tới kìa. Đại ca, sao hả? Dò hỏi được điều gì không? Các vị tượng lớn bằng trời. Vị tượng gì mà lớn bằng trời? Ở vùng Sở Châu hiện tại đã bị một trận bão tuyết vô cùng khủng khiếp. Tháng 6 mà bị tuyết rồi, chẳng lẽ lại bị yêu nghiệt tác quái? Mình đi coi thử coi. Nhìn không? Ngươi chạy cách mấy cũng không thoát được đâu. Ngươi với cái trận bão tuyết lúc nãy có quan hệ gì không? Mong mỏi gì tao biết không? Tháng 6 mà tuyết rơi, đó là một dị tượng lớn lao. Thân ta là Phục Ma đại tướng quân thì dĩ nhiên phải liên can tới ta. Hay cho một kẻ Phục Ma đại tướng quân ở vùng Sở Châu vừa đúng có một đám yêu mà đang chờ người tới đó thu phục, mà người còn ở đây lo chuyện dớ dẫn. Chỉ cần ngươi chỉ ra cái nơi chốn yêu ma đó để ta sẽ đi thu phục. Nhưng trước khi ta đi, ngươi phải nói rõ cho ta biết ngươi với trận bão tuyết lúc nãy có quan hệ gì đây. Còn nếu như tôi không nói, vậy thì đừng có trách ta. Nói. Bọn ngươi là ai? Những người mà biết sử dụng yểu thuật này, sự thật họ là người gì vậy hả? Không giống như ở thiên đình xuống, mà cũng không phải là ở địa phủ lên. Nếu như cái trận phi tuyết đó mà có liên quan tới yểu thuật này thì sự việc trầm trọng lắm rồi. Đúng vậy. Trước nhất phải điều tra rõ ràng lai lịch trận bão tuyết này. Sở Châu quả nhiên xảy ra chuyện như vậy thì không phải là tầm thường đâu. Mình nhất định phải điều tra rõ mới được. Xem ra có chuyện này nhất định có liên can tới cô nương. Đại ca, anh nghĩ coi phải làm cách nào đây? Căn cứ theo kết quả sự dò thám của mình, ba cái dị tượng lớn này nó có liên quan rất sâu sắc tới Đậu Nga bị sự chém. Đúng ra phải bắt đầu từ nơi cổ. Các người nghĩ thế nào? Trước khi Đậu Nga bị sự chém, cổ đã từng ở trước mặt bá tánh nói cổ bị oan ức. Những sự oan ức này có phải là kết quả của ba vị đại tướng quân lớn đó hay không? Chỉ dựa vào oan ức của Đậu Nga, thực tế không thể tạo hành ba cái dị tượng lớn lao như vậy. Tôi nghĩ chắc ở đằng sau cái vụ đó nhất định có cái lực lượng bí ẩn lớn lao. Các ngươi nói đều rất có lý. Vấn đề còn lại bây giờ là nếu như Đậu Nga đó quả thật bị oan ức thì cái sức mạnh bí ẩn kia sự thật là có cái lai lịch gì vậy? Nhất định phải điều tra rõ mới được. Thì không hiểu nổi. Hay cho một kẻ mời nàng nhập cung. Mời nàng nhập cung? Tháng 6 phi tuyết khiến cho mình phải hiếu kỳ trước. Tiếp theo là Đậu Nga xuất hiện ngay ở pháp trường sau. Chờ mình đuổi cổ tới nơi quan giả thì dù một người đã có lòng kết tụ từ lâu còn mới phái tay chân của họ để ngày đêm chầu chực ở đó, không ngừng canh giữ để xử chém Đậu Nga. Tất cả điều đó là ám chỉ gì đây? Cái điều quan trọng nữa là ý đồ của người dốc lòng sẵn đó là muốn gì đây chứ? Chẳng lẽ kẻ dốc lòng đó là muốn tìm ta? Tóm lại những điều bí ẩn đó ở trong nó tiềm tàng biết bao nhiêu sự nghi vấn. Bất luận thế nào mình phải lập tức triển khai hành động thì đúng hơn. Đúng. Vì để khai phá sự nghi vấn đó, vì để giải trừ thiên tai kịp lúc, mà cũng vì muôn dân bá tánh khỏi lâm vào cảnh khốn đốn ở Sở Châu, có thể sớm hứng được giọt mưa cam lộ. Sự cấp bách nhãn tiền đó là phải tập trung toàn lực, phải nhanh chóng kiếm cho ra Đậu Nga. Sư phụ, bây giờ họ đang ở Tử Hào Quá, cách ngoài thành 10 dặm. Họ đang dò hỏi về chuyện Đậu Nga bị xử chém. Họ còn chăm đối cái gọi là ba đại dị tượng, triển khai điều tra toàn diện. Họ muốn phải nhanh chóng tìm ra được Đậu Nga. Tốt lắm. Quả thật nó bị tao đoán trúng hết. Đậu Nga, ngươi sao vậy? Có tâm sự à? Tôi đang suy nghĩ bá tánh ở trong khu vực Sở Châu đó, họ hoàn toàn là vô can. Hơn nữa, họ đã bị hạn hán đầy tròn 2 năm rồi. Có phải nên ngưng hẳn hay không? Ngươi không thể nào nghĩ như vậy. Ngươi chỉnh lẽ ngươi đã quên lúc ngươi còn ở nhân gian họ đối xử với ngươi bất công như thế nào hay sao? Chẳng lẽ ngươi cũng quên lúc ngươi còn sống ngươi phải chịu đựng sự oan ức tức tưởi đến chết hay sao? Tôi không có quên. Như vậy thì tốt nhất. Để đạt được nguyện vọng của tao, lòng dạ của mình nhất định phải dàn áp. Hai người lui ra đi. Dạ sư phụ. Hai bữa nay rốt cuộc ngươi cũng đã bị ta cám dỗ tới đây. Cho tôi biết đi, cho tôi đi, cho tôi biết đi mà, cho tôi biết đi. Bây giờ là lỗi tiểu hoàng gia tôi. Để trước tham kiến tiểu hoàng gia. Tại sao dẫn cả đám bá tánh tới đây để làm cái gì đây? Bị chức thân là quan cha mẹ địa phương, mấy năm nay trời đã xảy ra thiên tai triền miên, ngũ cốc không thể thu hoạch được, đã đi tới nước con đường cùng rồi đó đại nhân à. Cái đám lão bá tánh vừa đói vừa khát, họ không phải là bạo dân phản loạn, họ thì đã tới nước không còn lối sống, cho nên bị chức mới dẫn họ tới đây để mà gặp Tịnh Nam hoàng gia. Đúng rồi hoàng gia, hoàng gia tôi không tin nè hoàng gia. Nỗi đau khổ của bá tánh hoàng gia ta hiểu lắm, nhưng mà trời đã gây thiên tai mình phải chịu. Đúng rồi để tiểu hoàng gia ơi. Cho nên Tịnh Nam bổn hoàng gia của tôi quyết định mở kho lương để mà cứu trợ. Cảm ơn tiểu hoàng gia. Lương thực dự trữ của ta ở đây không phải là nhiều, nhưng mà chia được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Chỉ cần có thể cứu đói thì được chia cho bá tánh ở Sở Châu để được gió mưa đồng hành. Xin ông trời khai ơn để cho mình vượt qua khổ ách. Dạ, lão bá tánh ở Châu cảm ơn bất ngờ. Dạ. Phụ hoàng, cái đám dân hèn đó thế nào rồi? Theo ý của phụ hoàng, đã đánh lừa họ đi hết rồi. Họ đều mừng rỡ lắm và họ đã cảm ơn đại đức của phụ hoàng. Hiếu Nhi, đó chỉ là bước thứ nhất trong kế hoạch của ta. Ngươi có biết tại sao ta phải mở kho cứu nạn không? Mà phong tỏa nghiêm ngặt về cái chuyện Sở Châu bị thiên tai. Nếu mà như con không đoán lầm thì phụ hoàng làm như vậy có thể nói là nhất tiễn xong điều. Thiệt sao? Mở kho cứu nạn thì có thể tạo dựng được tiếng tăm của phụ hoàng, được thần dân ái mộ. Phong tỏa hết tin tức của thiên tai, dĩ nhiên là đừng để cho tình hình lộ ra ngoài, để tránh đi nhiều chuyện rắc rối không cần thiết. Mọi điều quan trọng hơn nữa là tạo ra một tình thế rất là có lợi. Sao con lại nói vậy? Sở Châu là căn cứ địa của mình. Thiên tai càng lâu thì sự sống của dân lành càng khổ. Nếu mình có thể tụ tập hết những sự phẫn nộ của nhân tình đó và đổ tội trạng này về triều đình, vậy chẳng khác gì đã giúp ích cho cái mưu lược đại kế của phụ hoàng rồi đó. Kẻ hiểu ta là Hiếu Nhi đó. Mặc dầu ngươi không phải là con ruột của ta, nhưng mà ở trên đời này không ai hiểu rõ ta bằng ngươi. Của tất cả những nước cờ hiện thời ta đang đi. Con cảm ơn phụ hoàng. À, nếu có thể đem cái dông hồn của đậu ngà nhổ cỏ cả rễ, vậy thì càng hoàn mỹ hơn nữa. Hiếu Nhi à, có làm được không? Dĩ nhiên là con đây phải làm được. Ồ, con đây đã dò thám được một ông đạo sĩ phép thuật cao siêu, chuyên thu thập dông hồn. Hiện tại thì ông đạo sĩ này đang tới ở Sở Châu. Hiện giờ thì ông ta đang tá túc ở một lữ quán. Ồ, ông đạo sĩ này pháp danh là thế nào vậy? Tam Bất Chân Nhân. Tam Bất Chân Nhân hả? Vậy thì ta phải coi ông chân nhân này có tam bất thế nào. Xin mời vào. Sư phụ, mời vào. Sư phụ, ông tới rồi kìa. Ở tiền mẫu bái kiến đạo trưởng. Không cần đa lễ, tới đây làm gì? Cái chuyện này nó lại về ái thiếp của tiền mẫu là Châu Thị. Không biết tại sao trong nửa tháng này thường hay lẩm bẩm lầm bầm, mơ màng hoài, ngày nào cũng như vậy thôi. Tôi nghĩ chắc là bị trúng tà rồi nên mới mời đạo trưởng khử tà. Còn nữa thì thái thú là cậu họ của tiền mẫu đúng mà. Đây là tấm ngân phiếu 500 lượng, xin mời đạo trưởng nhận dùng. Nhận cho tiền hết. Dạ. Nè đi về đi. Tiền mẫu chưa có xong mà đạo trưởng muốn nói gì hả? Ông có biết pháp danh của sư phụ tôi là gì hay không hả? Tam Bất Chân Nhân đúng mà. Vậy thì ông có biết tam bất nào hay không? Là tam bất gì hả? Thứ nhất bất cần quan, thứ nhì cần tiền, thứ ba bất cần gái. Ông là con của thì thái thú mà còn đem 500 lượng tới nữa. Còn nữa, đó là chuyện ái thiếp của ông. Như vậy là phạm phải cái đại kỵ của sư phụ tôi rồi. Có phải không sư phụ? Đúng vậy. Ê, nói hoài cũng hiểu. Đi. Sư phụ của tôi không muốn gặp con đâu. Đi. Đạo trưởng. Chỉ cái 500 lượng thôi, ra cái thứ gì chứ. Mệt quá. Đi, vậy đi, nhanh lên. Dạ. Sư phụ à, có mối tới nữa rồi nè. Nếu như ông tiền quỷ đó tới nữa thì đuổi ông gì đi. Không phải đâu. Cái ông này á, tên là Đông Môn Thiếu đó. Đông Môn Thiếu là người gì đây? Ông nói là cái gì mà con trai của Tịnh Nam Vương đó. Mau mời. Dạ. Sư phụ à, con nghe có lầm không hả? Ông là quý nhân quan phủ, như vậy không phải phạm tới đại kiểu sư phụ sao? Hay da, mày thiệt là thứ ngu quá mà. Bằng đạo không tiếp là thứ quan nhỏ thôi, còn thứ quan lớn hả tiếp chứ. Đại lễ đi. Mau mời. Tiểu hoàng gia, xin mời vào. Tại hạ Đông Môn Thiếu bái kiến đạo trưởng. Miễn lễ. Có chuyện gì không? Trước khi đi vào việc nàng hoàng, bổn hoàng dâng lên 1000 lượng ngân phiếu, xin đạo trưởng hãy nhận. Sau khi xong việc còn dâng lên cho 1000 lượng vàng nữa. Wow. 1000 lượng ngân phiếu hả? Cộng luôn là 2000 lượng à? Đúng vậy. Người ta nói nhãn người tiền tài giải người tài ưu. Không biết tiểu hoàng gia phải nhờ tôi làm việc thế nào? Ê, không cần gấp. Lý tổng quản. Tiểu hoàng gia. Vậy. Đạo trưởng, hai cô này chẳng những là tuổi trẻ xinh đẹp mà còn bảo đảm là trinh trắng nữa. Vì chứng tỏ sự nhã ý, xin đạo trưởng cũng hễ nhận hả? Mời người ta vô đi, nhanh lên. Đi. Hay dạ. Mời vào. Hay dạ. Hay dài quá. Không ngờ vậy Phước bay tới rồi. Càng nhìn càng đẹp ha. Nhìn gì? Tiểu hoàng nha, Bàn đạo có ba đại kỵ, bây giờ bị tiểu hoàng gia phá hủy hết rồi. Thôi đi tặng cho hậu lễ ha. Không biết tiểu hoàng gia muốn tôi làm cách nào? Tiểu hoàng tôi chỉ nhờ đạo trưởng bắt giùm tiểu hoàng tôi một cái vong hồn. Bắt vong hồn hả? Không thành vấn đề. Không biết cái vong hồn này tên là gì ha? Đậu Nga. Đậu Nga. Sư phụ à, Đậu Nga đang ngồi ở trỏng, không biết phải chịu đựng tới chừng nào. Cổ ngồi ở trỏng, hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Vậy tại sao sư phụ lại phải nhốt cổ trong hầm đá bằng? Lát nữa đây rồi ngươi sẽ biết. Thiên linh linh, địa linh linh, tam bất động nhân của ta sẽ cho hiển linh. Giọng của ma nó mau hiển linh ra đi. Mau lên, mau lên. Sao cho chịu ra vậy? Làm gì nữa đây? Sư phụ à, mình đã làm phép hết 3 ngày 3 đêm rồi á nha, còn chưa bắt được vong hồn của Đậu Nga. Sư phụ à, hay là về đi sư phụ. Nhiều chuyện quá, về đi. Đạo trưởng thì là cực nhọc rồi. Cầm đi. Thì ra là tiểu hoàng già đêm hôm tới đây có gì chỉ vậy? Không có gì. Ta cũng nghe lệnh của phụ hoàng để tới đây ủng hộ đạo nhân thôi. Nói ra thật là xấu hổ, vẫn còn chưa có động tĩnh gì. Không lẽ đạo nhân lại gặp nhiều trắc trở à? Nói thiệt nha, trong 3 ngày 3 đêm làm nhiếp hồn đại pháp này, bằng đã đem ra hết bản lãnh rồi đó, nhưng mà vẫn chưa bắt được cái vong hồn của Đậu Nga. Theo ý của tôi thì nhất định là có chuyện gì kỳ lạ rồi. Đạo trưởng không cần vội vã. Không biết đạo trưởng có cách nào để mà trấn ép vong hồn của Đậu Nga hay là không? Điều này thì tiểu hoàng gia yên tâm đi. Đây là cái nhiếp hồn kiếm mà do bạn đạo tự chế nhiều năm, có thể thu cái vong hồn của Đậu Nga vô trong kiếm này, để cho vong hồn của cổ bị kiềm chế suốt đời, không thể rời khỏi một bước. Sư phụ quả thật là tài cán. Bất luận chung quỳ tam bất chân nhân đều không thể biết được Đậu Nga đang ở đâu. Tại vì cổ bị nhốt ở trong hầm băng đá, hoàn toàn không tâm không dạng, cho nên bất cứ ai cũng không thể chiêu được cổ, ngoại trừ... Sư phụ, ngoại trừ cái gì? Điều này không thể nào nói được đâu. Dù chung quỷ cũng vậy, hay tam bất chân nhân cũng vậy. Họ không bao giờ tìm được Đậu Nga đâu. Ta có chuyện cần phải đi một chút, hai người hãy canh chừng Đậu Nga đi. Dạ sư phụ. Tôi nghĩ hoài cũng nghĩ không ra, sao đi kiếm hoài cũng không kiếm ra Đậu Nga vậy? Thậm chí cả cái tâm dạng cũng không có luôn. Là nguyên do gì đây? Sự thật Đậu Nga đã trốn ở nơi nào? Vì muốn dạng nạn nhân của Sở Châu, mình nhất định phải kiếm được Đậu Nga. Đại ca, nếu Đậu Nga bị oan ước thì chỉ có chúng ta mới giúp được cổ thôi. Nhưng bây giờ chẳng những cổ không chịu hợp tác, mà còn bị tâm biệt tích nữa, thì là tức quá. Đại ca, có một việc này tôi cảm thấy kỳ lạ. Chuyện gì? Ở dưới nhân gian có một ông tên là Tam Bất Đạo, cứ lập đàn làm phép mãi mà còn đòi thu cái vong hồn của Đậu Nga nữa. Mình không thể bỏ rơi bất cứ một manh mối nào, phải theo dõi sát tên đạo sĩ đó. Dạ. Đạo trưởng kêu tôi tới đây gấp như vậy, có việc gì cần không? Tiểu Hoàng Gia, bạn đạo đã tìm ra kết quả rồi. Hả? Cho nên tôi có cách phải ép vong hồn của Đậu Nga phải hiện hình mới được. Đạo trưởng có cách tốt gì đây? Tiểu Hoàng Gia, ông có biết người thân nào duy nhất của cổ lúc còn sống không hả? Thiệt là tội nghiệp quá. Từ khi người con duy nhất của bà bị xử chém, bà cứ lang thang ở ngoài phố, trong miệng cứ lẩm bẩm Nga ơi Nga ơi. Bà chưa có phải là điên đâu, nhưng mà tôi cũng không nhẫn tâm, cho nên mới cho bà ở trong chùa thôi. Bà Thái này thì là tội nghiệp quá. Dạ phải. Vì muốn tỏ lòng với quý chùa, chúng đến đây gọi là xin nhận vật cho. Cảm ơn thí chủ, cảm ơn thí chủ. Cho tôi xin phép, tôi phải vô trong chuẩn bị đồ chay cho các ông. Dạ tự nhiên. Thưa bà Thái. Ngươi là ai đây? Bà không cần biết tôi là ai. Bà muốn gặp Đậu Nga hay không? Con của tôi làm sao gặp là nó được? Tôi đã bị mù mà được mà. Tôi không thể gặp nó được đâu. Bà nhất định gặp được nó thôi, đừng có lo hả? Bà theo tôi đi. Thiệt hả? Thiệt mà. Nè, bà theo tôi đi hả? Nè, cẩn thận nha. Hả? Cẩn thận. Nè, đứng đây. Bà Thái à, lát nữa mà phải hướng lên trời, cứ la to lên là Đậu Nga. Trong lòng của bà muốn gian giá điều gì cứ việc nói ra hả? Có hiểu chưa? Phải liên tục kêu 300 lần, có hiểu chưa? Thiên linh linh địa linh linh, vong hồn của Đậu Nga mau hiện hình. Thiên linh linh địa linh linh. Đậu Nga. Thiên linh linh địa linh linh. Kêu lớn lên, kêu lớn lên. Thiên linh linh địa linh linh. Thiên linh linh. Mẹ. 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 Kêu lớn lên, kêu lớn lên. Thiên lên lên địa lên lên cho mồm của Nga hiện lên. Kêu lớn lên, kêu lớn lên. Kêu, 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 kêu lớn lên. Kêu lớn lên đi. Thiên lên lên địa lên lên cho mồm của Nga hiện lên. Mẹ. 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 Đậu Nga, cô khỏi dễ dùng, cô không có thoát được đâu. Hai dì tỷ tỷ, tôi xin hai chị. Không lẽ hai chị không có nghe mẹ của tôi đang ở trong dương gian kêu tôi hay sao? Tôi xin hai chị tha cho tôi đi để cho tôi gặp mẹ của tôi. Không cần nói nữa. Bọn người không nhớ giáo chủ đã nói là người bị oan ức rồi hay sao? Người không có tình cảm đâu, cũng như là bọn tôi đang bạc tình bạc nghĩa. Không đâu, bây giờ mấy chị đang bạc tình bạc nghĩa. Không lẽ trước đây mấy chị cũng không tình không nghĩa hay sao? Xác thịt của mình là do cha mẹ tạo ra, và cũng là đã do cha mẹ nuôi cho ta trưởng thành. Không lẽ mình phải quên đi cái công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ sao? Tôi van xin hai chị tha cho tôi ra để được gặp mẹ của tôi. Tôi hứa với hai chị, chỉ cần tôi gặp được mẹ của tôi lập tức trở về đây ngay. Tôi xin hai chị mà, hãy trọn vẹn cho tôi một cái tâm nguyện nhỏ nhặt này đi. Còn nếu như không, cho dù tôi có chết, tôi cũng chết không cam tâm, chết không thỏa lòng. Cảm ơn hai chị nhiều. Đủ rồi, nể tình ngươi có hiếu với mẹ của ngươi, bọn ta chỉ còn nước chống nghịch lại lời thề. thả người đi đó. Nhưng mà người phải đi nhanh về sớm, đừng báo hại tụi tôi bị la rầy. Cảm ơn đại ân đại đức của hai chị. Chuyện nên mau hiện không? Ông nặng muốn làm tụi con bất hiếu sao? Chuyện lên lên địa lên lên mau hiện tâm đi đậu nga, đậu nga. Thiên lên lên địa lên lên mau hiện tâm hiện tâm. Kêu lớn lên, kêu lớn lên, kêu lớn lên. Sao là quá chừng nhiều vậy? Thì là tức chết mà. Đậu nga, máu hiện hình đi đậu nga, hiện hình đi. Sao hả? Đồ bà không gặp con gái mà sao? Hay nhà muốn gặp mà kêu lớn lên đi, giống không mà kêu lên, kêu lên đi. Hay à? Dạ sư phụ, sư phụ, sư phụ à, bây giờ tính sao đây? Đừng ồn luôn. Hay là Thái à, tôi ra xin bà kêu lớn lên được không hả? Nếu không không xuất hiện đâu. Kêu đi, kêu lớn lên đi, kêu lớn lên. Ngọc Đế à, Ngọc Đế ơi, tôi van xin ngài cho tôi gặp con của tôi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế ơi, Nga ơi, sư phụ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, Nga, Nga, con đang ở đâu vậy? Mẹ đã nghe được tiếng của con rồi. Nga, Nga, con ở đâu vậy? Con ở đâu hả? Hả?